Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê có buổi đối thoại với nhân dân 6 phường trên địa bàn quận: Chính Gián, Thạc Gián, Vĩnh Trung, An Khê, Hòa Khê, Thanh Khê Tây trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, lãnh đạo quận đã thông báo đến bà con cử tri một số nội dung quan trọng sẽ diễn ra trong kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, kết quả giải quyết các kiến nghị của bà con trước đó như xử lý hệ thống cống ở phường Thanh Khê Tây, ngập úng cục bộ ở kiệt đường Lý Thái Tông, xử lý cáp viễn thông ở một số khu vực. Cử tri quận Thanh Khê kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại các khu dân cư, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh, hồ, khu vực gần trung tâm văn hóa quận, cải tạo hệ thống vỉa hè các tuyến đường đã xuống cấp, cần quan tâm đến đời sống dân sinh, đặc biệt là hộ nghèo, hộ khó khăn sau dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê Hồ Thuyên tiếp thu giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan để xem xét giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Báo cáo tại hội nghị cho biết tổng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận ước đạt hơn 573,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao.